đây là chương trình Bảy Nụ Cười Show. Thưa quý vị thân mến, đội màu cam bây giờ chỉ có thắng thì mới có điểm được. Liêu 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 ơi, chết chưa? Chết chưa? Vui chỗ nào? Dễ thương à? Không dễ thương. Nào? Em thấy rất dễ thương. Liêu 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 ơi, chịu mất cơm. Dễ thương, dễ thương. Vui chỗ nào? Em thấy dễ thương. Liêu liêu. Liêu liêu. Liêu liêu. Liêu liêu. Lì, trò chơi này cần sự tinh tế khủng khiếp. Nghe anh đang nói mà tinh tế khủng khiếp là tôi biết đội tôi thua rồi. Chúng ta có hai đợt chơi. Có hai đợt chơi. Mỗi đợt chơi tất cả chúng ta. Mỗi lượt chơi tất cả chúng ta. Chơi hết. 6 người cùng chơi. 6 người cùng chơi. 5 người bò, 1 người ngồi. 5 người bò, 1 người ngồi. Không cần nói thêm nữa. Không cần nói thêm nữa. Tôi bị điên. Rõ ràng chưa? Rõ ràng rồi. Đây là một rổ kèo. Sẽ có một đội tấn công và một đội phòng thủ. Tấn công là gì? Là ba người phải bò thật chậm rãi trên nền nhạc. Khi nào nhạc là bò, nhạc dừng là hết bò. Trong đó vẫn có hai người ở đội phòng thủ cũng bò theo. Và còn một người của đội phòng thủ là ngồi ở đây. Và họ bị bịt mắt cầm cây súng nước. Wow. Khi nhạc nổi lên, bò. Nhạc dừng một cái là tất cả đều phải dừng lại. Hoàn toàn im lặng. Để chi? Để cái người bịt mắt này họ biết đâu là đội đối thủ. Tức là đội tấn công. Họ bắn, nếu bắn trúng ai, người đó phải quay về vạch mức và nhạc lên lại tiếp tục chơi. Lỡ như bắn trúng đội mình cũng phải quay về. Ok. Nhiệm vụ của đội tấn công là lên tới vị trí này lấy kẹo để ăn. Đội phòng thủ là như thế nào? Mỗi lần đi từ đó lên đây là được mang 5 viên kẹo mỗi người. Sau 2 đợt chơi, đội nào giữ được kẹo nhiều hơn, đội đó thắng. Ok. Bây giờ hiện tại trong rổ kẹo đã có 10 viên ban tổ chức chuẩn bị sẵn để có cái để chơi trước. Lát mình trừ ra sau. Quán tôi xì, đội được chơi phòng thủ tấn công trước ạ. Lột em ra cái bao. Em bao luôn. Em bao luôn. Anh tặng anh cái bao luôn. Anh cắt cái bao của em luôn. Wow. 3, 2, 1. Trời em bị gì vậy trời? Sao anh chọn chọn vô lưng em? Trời ơi, người ta để 5 ngón. Chơi lại đi anh, chắc sai. Thôi khỏi đi ạ. Tụi em tấn công. Thôi tấn công. Rồi mời phòng thủ. Thí Ngân đi lại từ đầu. Trời ơi. Bắn một phát thôi, bắn gì vậy? Không đúng mày. Thôi một phát thôi. Tôi đang đi bằng tôi chỉ. Có nhà không bắn? Trời, tôi nghe tiếng tùm lum hết vậy. Không, bắn sai rồi. Nhạc. Thí Ngân bị bắn đi về lại từ đâu? Trời ơi, sao nó ngoài vậy cưng? Lý lại từ đầu. Nghe, lắng nghe, Lực ơi, lắng nghe, Lực ơi. Trời ơi, nghe chứ. Trời ơi, đây nè. Trời ơi, đây nè.
Trời. Bác lộn bác ơi, bác cái gì vậy? Đi đâu? Nghe đi trời ơi, quá dễ mà. Không trúng ai. Không trúng ai. Nó cười vậy mà không bắt được. Rồi luôn đi lại từ đâu. Sau lưng luôn hả? Ừ bởi vậy. Bắn bừa quá vậy. Nghe bên đâu đây nè. Đừng ngay. Dạ, đi lại từ đâu? Trời ơi trời. Mỗi lần mở một người, Ngọc đi lại từ đâu? Ngọc đi lại từ đâu? Luôn đi lại từ đầu. Có nhạc không được bắn. Có nhạc nó đâu nghe này, từ từ thật kỹ hơn, nghe từ từ thật kỹ. Bởi vì mấy bèo gần này cười lắm. Đi lại từ đầu đi Ngọc, mặt xanh lè rồi. Chưa được chưa. Dịch lực phải di chuyển súng thì mới sợ được. Chưa chú nha. Hết chưa? Chúng ta không ngon cái nào vậy? Đâu, cái chuyện chơi rớt ra ngoài mình sẽ bỏ vô một tính nè. Bây giờ đếm nha. 2, 4, 8, 10, 16 viên kẹo. Go. Tí luật sai là tí luật giống nhất. Giang lấy cái kẹo bóp bóp vô mặt cho không ngộ thì bắn vô mặt thôi. Kệ đó là chuyện của người ta. Chơi lại từ đâu? Anh ừ. Ừ.
sai từ đầu. Sai rồi, sai rồi. Sao không lên? Mới lên đó nghe. Quá trời. À, nhóc luôn. Nhóc luôn. Chà, nhắm mắt cũng trúng à. Nhắm mắt cũng trúng à. Đâu, đi về từ đâu? Sọc sạc à, sọc sọc sạc. Sọc sạc à, sọc sạc. Cha, cha, một nồi ha. Ba người đi lại từ đầu, nhạc đã dừng rồi mà còn ráng chạy. Ba cái bạn áo cam đi lại từ đầu. Chơi đi, chơi riêng đi, đừng có đi em. Có nhà dài đi bán từ đâu? Cha, nhèo nhóc à. Nhèo nhóc à. À, đúng không, đúng không, đúng không? Mày, mày, phải không? Ai, ai mà la dữ vậy? Tôi à. Chắc bắn quá, rối loạn, rối loạn. Cái tiếng này không thể nào là của đồng đội tôi được. Lúc, đi chơi lại từ đâu? Trời ơi, lúc vậy mà bắn trúng tôi hay thiệt đó trời. Nhà không được bắn nha. Có ai chơi cái chiêu quê mà nãy? Ê, cái tiếng này giống tiếng lục nãy quá vậy ta. Đội tôi được. Thiệt sợ luôn. Gặp. Thiệt sợ luôn. Gặp. Gặp dính đạn rồi. Ủa cái tiếng em kì với Ngọc à. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Đúng vậy. Trời ơi làm sao qua mặt tôi được. Nghe âm thanh. Không chính xác. Ở bên này à. Ê không nghe đâu bên này nữa nha. Này nữa, bên này nữa. Trời ơi đâu có chơi cái chiêu của tôi nữa. Của tôi nữa. Anh chị này em lực, chơi rồi. Lực dính đạn. Nha bỏ xuống của đội chị bé ơi. Bé ơi. Bỏ xuống. Đâu rồi? Mới thấy đâu rồi? Đây, không thể nào là đội tôi được. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Lát làm bị bắt. Quay lại từ đầu. Không thể nào là đội tôi được. Không thể nào là đội tôi được. Ủa đâu rồi? Ủa đâu rồi? Trời ơi, không thể nào là bé Ngọc được. Lan Ngọc bị bắn. Đổi người. Đổi người. Chị xứng đáng bị bắn. Xuống bé Ngọc, cái xuống bé Ngọc kia. Chị xứng đáng bị bắn. Ủa, chị nghe tiếng bé Ngân mà. Đây nè. Trời, mà không cho cái kẹo luôn kìa. Bên góc trái, bên góc trái. Có nhạc không bắn được. Gặp, chỉ chỉ đi em. Chưa được cái kẹo.
Dữ lắm, không thể nào là bé Ngọc được. Đúng à? Kẹo của đội chị bỏ xuống bé ơi, không có được chơi như vậy. Lưng bị bắn, không có được chơi như vậy. Lưng bị bắn. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa có nhạc mà. À có tiếng ai chạy đâu đây? Đây. Đây. Tiếng lượt bị bắt. Bắn hoài vậy. Ủa chính chi ngon đâu. Chị tìm đi. Chỗ lạ lắm. Là tôi. Chính là tôi. Ủa sao? Đừng có xạo. Đừng có xạo. Anh đứng bên đây. Anh đứng bên đây. Chính là tôi. Hả nha? Rất xuất sắc. Như vậy là Lâm bây giờ toàn bắn đội mình không? Ớ quá trời ơi. Mà chị vẫn kêu không thể là em nói. Nó rất là lạ. Không thể nào là của em được. Tiếng ớ bình thường nó khác. Còn bữa nay khuya rồi nó bị khan tiếng. Đếm kẹo đi ạ. Sao mình ăn nhiều lắm mà. Cái này là không đem một lần 5 viên. Bên em chơi trung thực là một lần 5 viên thiệt á. Bé Ngọc hốt một lần một rổ. Hồi nãy chương trình có thấy. Chương trình ơi làm ơn làm chứng giùm anh em tụi tôi. Ê bậy nha, bỏ xuống của đội chị bé ơi. Làm ơn làm chứng đó. Không, cái này là nãy em có làm. Nhưng mà anh Vinh anh đổ hết luôn. Không, em ăn gian. Anh mới là người. Em ăn gian. Anh mới là người ăn gian. Anh lại gần tôi, anh có ý đồ gì? Đâu, anh núp ơn sao anh ăn. Ổn lắm. Kiểm soát kẹo nó gì không kiểm soát được. Bởi vì đội nào cũng ăn gian. Bây giờ mình tính về lượt bắn đi. Lượt bắn thì dạ là bắn toàn đội mình không. Đội dạ thú rồi, hợp lý rồi. Đúng rồi. Đội em thua là đúng rồi. Tại vì bên này chơi đúng thiệt. Năm viên. Ủa vậy hả? Từ thuốc trước mình. Yeah. Cuối cùng cũng phải thắng được một trận. Tại giận quá đó. Vậy hả? Giận quá bắn cái gì. Không mà em học đâu. Hôm nay tắm trên một vàng trong. Đi lại từ đầu nha. Em xin lỗi mọi người. Bộ sưu tập Running Man Việt Nam chính thức mở bán ngày 10 tháng 10. Đặt hàng ngay tại vshop.vn.